trần nhà phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn nhắc quý vị ở trên channel của Phượng Mai Official bắt đầu từ tuần này thì sẽ có bài phỏng vấn với tất cả các nghệ sĩ có đóng trong cuốn phim Cạn Dầu. Và quý vị nào mà muốn xem thì có thể qua channel của Phượng Mai xem. Và trên đây thì chúng ta đã có cái clip đầu tiên với lại Trang Thanh Lan nói về cuốn phim Cạn Dầu và tâm tình về cuốn phim Cạn Dầu. Và quý vị nào chưa xem phim có thể qua đó xem hoặc là muốn xem về những feedback của nghệ sĩ và những cái tâm tình của nghệ sĩ trong cuốn phim cạn dầu, quý vị cũng là à, ghé qua cái trang của phần Mai xem ủng hộ, khích lệ tinh thần cho tất cả anh chị em nghệ sĩ để tiếp tục có những sản phẩm ra với quý vị ở trên YouTube. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta lại bước vào cái phần à, tin tức mỗi buổi à, sáng của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin thời sự quốc tế. Công ty Twitter đã đệ trình Thỉnh nguyện thư chống lại một cái à, chính sách mà họ gọi là kiểm duyệt của chính quyền Ấn Độ, công ty Trader đã bắt đầu để đệ đơn xin thỉnh nguyện thư của họ vào một tòa tối cao tại Ấn Độ để lật đổ một phán quyết trước đây của chính phủ là đã giám sát tất cả những cái nội dung của họ mà trong đó phía Ấn Độ cho biết nếu như công ty này không đã đáp ứng cái quyết định của chính phủ Ấn Độ thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng Công ty truyền thông này đã chính thức đệ đơn với lại cái tòa cao cấp có tên gọi là Kanataka vào ngày 5 tây tháng 7 vừa qua. Trong đó là yêu cầu quan tòa duyệt xét lại một số những nội dung bao gồm luôn những cái lệnh mà phải xóa bỏ tất cả những nội dung này. Twitter cho rằng là việc này là có việc giám sát trong cái vấn đề gọi là quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, thì phía của Twitter nói rằng nói rằng việc ngăn chặn quyền tự do ngôn luận này là không phù hợp trong cái chính sách của họ. Trong khi đó thì phía Ấn Độ cho biết một số nội dung của Twitter đã vi phạm luật lệ của Ấn Độ và cần phải xóa bỏ và ngăn chặn ngay lập tức nếu như không họ sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Twitter đang có khoảng 24 triệu người sử dụng tại Ấn Độ và trước đó thì họ cũng đã đáp ứng là ngăn chặn một số những cái nội dung mà trong đó phía Ấn Độ cho rằng đã vi phạm vào cái luật lệ của Ấn Độ trong vấn đề à, truyền thông và thông tin căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ và của Twitter. Đã bắt đầu từ năm 2021 khi mà Twitter đã bác bỏ việc mà thực hiện một cái lệnh của Ấn Độ là xóa bỏ những cái tài khoản trong đó. Nói rằng New Delhi đang có những cái hành động đã, đã gây nhiễu thông tin về việc mà các cái cuộc biểu tình chống chính phủ của các nông dân và sau đó thì công ty này đã bị điều tra tại Ấn Độ và năm 2021 rất nhiều bộ trưởng của Ấn Độ đã đổi từ Twitter và Crew một cái trang platform của Ấn Độ về social media và trong đó cáo buộc công ty Twitter đã không có đáp ứng được những cái luật lệ của địa phương đây được xem là cuộc đối đầu mới nhất của công ty Twitter với chính quyền của Ấn Độ đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay trong khi đó thì Trở lại phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là cơ quan FAA, tức là cơ quan kiểm soát hàng không dân sự của Hoa Kỳ đã chi ra một tỷ Mỹ Kim để nâng cấp các cái hệ thống trong phi trường bao gồm các terminal. Chính quyền của Joe Biden đã chi ra gần 1 tỷ Mỹ Kim cho 85 phi trường trên toàn quốc để tăng cường và nâng cấp các cái terminal, tức là các cái trạm đón khách cũng như là một số những khu vực khác và sử dụng số tiền nằm trong cái uh, uh, ngân sách được xem là cả, uh, cải thiện tất cả các cái hạ tầng cơ sở quốc gia vốn đã được thông qua từ năm ngoái. Bộ trưởng giao thông của Hoa Kỳ là ông Pete Buttigieg cho biết các dự án này sẽ giúp có ta để đáp ứng được những cái đòi hỏi trong tương lai trong vấn đề di chuyển và các chuyến bay được an toàn hơn và không bị thiếu hụt. Tôi không nghĩ rằng là bất kỳ ai nghĩ rằng ở các cái hệ thống uh, phi trường Hoa Kỳ trong ngày hôm nay là đáp ứng đủ cái mức độ của những người à, di chuyển ở bằng ngày về hàng không dân sự và cái ngân sách này đã được loan báo vào ngày thứ năm sau khi có 5 tỷ Mỹ kim để cung cấp cho các cái dự án à, liên quan tới phi trường bao gồm luôn các cái hạ tầng cơ sở mà Quốc hội và ông Joe Biden đã thông qua hồi tháng 11 năm ngoái và cơ quan FAA đã chi ra 60 triệu Mỹ kim để có thể nâng cấp và cải thiện tất cả những cái terminal và trong đó có có thể thay thế những cái hệ thống được được xem là quá cũ kỹ và 50 triệu mỹ kim để nâng cấp cái phi trường ở Boston gọi là Boston Logan Airport và Orlando International Airport Florida là 49.6 triệu mỹ kim và phi trường Dulles ở tại Washington DC và trong đó bao gồm luôn cả 20 triệu mỹ kim cho phi trường à, Pittsburgh International. Đây được xem là một trong những cái à, chi ra mới nhất của cơ quan FAA sau khi mà nhận được cái ngân sách tái cấu trúc hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì các thành viên cao cấp của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã áp lực bà Janet Yellen là phải báo cáo về các cái hoạt động à, thương mại ngoại quốc của ông Hunter Biden một trong những thành viên hàng đầu của đảng cộng hòa đã yêu cầu bà Janet Yellen là bộ trưởng tài chính phải công bố về tài liệu của các cái uh, hoạt động về uh, uh, thương mại nước ngoài của ông Hunter Biden con trai của ông Joe Biden giữa lúc mà chính quyền này đang tìm cách giảm đi và có thể là sẽ uh, ngăn chặn tất cả những cái uh, thông tin liên quan tới gia đình của ông Biden trong lá thư gửi ra ngày 6 tây tháng 7 thì dân biểu James Conner của Đảng Cộng hòa tại Kentucky, một thành viên cao cấp của Ủy ban giám sát và cải tổ của Hạ viện, đã yêu cầu bà Gillin là phải cung cấp đầy đủ những gì mà ông báo cáo mà ông cho rằng có những cái hành động nghi ngờ à, trong cái việc mà ông Hunter Biden đã có những cái quan hệ thương mại à, cùng với một số thành viên khác trong gia đình của ông Biden. Hunter được xem là người con trai thứ hai của ông Joe Biden thời gian gần đây đang bị điều tra về các cái uh, tội liên quan tới vi phạm thuế và việc giám sát này uh, đã không được tiết lộ nhiều sau khi mà ông này đã có nhiều quan hệ trong mối quan hệ của ông ta với Ukraine với nga và kể cả Trung Quốc uh, giữa lúc mà ông uh, và những quan hệ mờ ám trong lúc mà thân phụ của ông ta là ông Joe Biden thời còn là phó tổng thống dưới triều đại của Obama và trong cái uh, luật gọi là Bank Secrecy Act thì uh, uh, ngân hàng của Hoa Kỳ uh, đã bắt đầu phải uh, công bố đầy đủ số tiền là chuyển ngân là không được quá 10.000 mỗi một ngày và nếu quá số tiền này thì sẽ bị sẽ báo cáo cho sở thuế tuy nhiên việc mà chờ hồ sơ thuế của ông Hunter Biden đã không báo cáo khi có những chuyển ngân trên số tiền này đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất từ các thành viên của đảng cộng hòa tại quốc hội buộc bà Yellen phải cung cấp đầy đủ tất cả những cái báo cáo này tuy nhiên thì ông Conner đã lên tiếng và nói rằng chính Bộ Tài Chánh đã giới hạn việc mà cho phép thêm xem những cái thông tin liên quan tới cái là cái hoạt động tài chánh của ông Hunter Biden. Ông James Coney đã lên tiếng và nói rằng Bộ Tư pháp đã tìm cách giới hạn các hoạt động nghi ngờ của ông Hunter Biden. Trong lá thư gửi ra thì ông Conner đã lên tiếng và lo ngại việc mà Bộ Tài chánh và bà Janet Yellen cố tình bao che cho tất cả những thông tin liên quan tới các hoạt động tài chánh này là chuyện bất minh. Tôi viết lá thư này yêu cầu có đầy đủ tất cả những thông tin về Hunter Biden và gia đình của Biden với những cái cuộc chuyển ngân ở tại nước ngoài, đặc biệt thông qua cái ngân hàng US Bank mà trong đó thì đã có tình nghi là là vi phạm cái đạo luật về financial crime enforcement network mà trong đó tình nghi là ông Hunter Biden đã có hành động lánh thuế và tránh thuế sau khi mà ông ta đã nhận một số tiền lớn từ ngoại quốc. vị à, dân biểu này lên tiếng và chia sẻ trên mạng xã hội trong ngày thứ tư nói rằng US Bank đã có ít nhất là 150 cuộc chuyển ngân dành cho Hunter Biden và điều này đã không được rõ ràng bởi cái à, bộ tài chánh Hoa Kỳ đây được xem là một trong những cái lời phát biểu mạnh mẽ nhất của một thành viên trong cái quỹ ban giám sát và cải tổ chính phủ đã viết thư cho bộ tài chánh. Tuy nhiên, bà Janet Yellen vẫn chưa lên tiếng trả lời trong lá thư này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của à, à, gia đình của ông Biden ngày hôm nay. Trong khi đó, thì tổng giám đốc của các công ty sản xuất súng đã ra biểu trần trước quốc hội và giữa lúc mà đang có tình trạng nổ súng bạo động ở khắp nơi ủy ban giám sát của hạ viện đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo của ca, ít nhất là ba công ty sản xuất súng ra điều trần vào ngày 20 tây tháng 7, một phần trong cuộc điều tra về các kỹ nghệ à, vũ khí này giữa lúc đang có tình trạng mà nổ súng khá cao tại Hoa Kỳ. Một panel đã cho biết ngày thứ năm à, các tổng giám đốc này gồm có các công ty Smith Wesson Brand, Aston à, à, Rucher Company cùng với lại một công ty tư nhân là Daniel Defense à, đã được nhận được lá thư vào ngày hôm thứ tư, trong đó yêu cầu họ phải ra điều trần trước quốc hội và trong đó thì đại diện của các công ty sản xuất vũ khí này vẫn chưa lên tiếng cho biết là họ có ta chuẩn bị sẵn sàng để ra trước quốc hội điều trần hay không. Panel này đã yêu cầu và đã đưa lên trên Twitter bởi người lãnh đạo của panel sau cái vụ mà nổ súng vào ngày 4 tây tháng 7 vừa qua trong một cuộc diễn hành ở Highland Park ở Illinois, trong đó thì tay súng này đã bắn ít nhất là 7 người bị thiệt mạng và gây thương tích cho hàng chục người khác sau khi mà họ sử dụng cái người này đã sử dụng loại súng máy và súng có à, nhiều băng nhiều đạn khác nhau việc này diễn ra sau cái vụ nổ súng ở uvande texas cũng như tại buffalo tại new york hiện nay thì quỹ ban giám sát này à, vẫn yêu cầu ít nhất là năm công ty sản xuất về súng đạn à, và à, à, thị trường cũng như là cái dữ liệu về bán súng đạn à, ra điều trần trước quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay cuối cùng thì joe biden cũng đã hoàn tất cái bức tường biên giới ở tại california đã được đưa ra và được, được à, à, điều hành bởi chính quyền của tổng thống trump trước đây chính quyền của Joe Biden cuối cùng đã phải hoàn tất một cái bức tường biên giới nằm dọc theo tiểu bang California với Mexico vốn đã được chấp thuận dưới triều đại của cựu tổng thống Trump. À, theo tương trình từ cái à, đài truyền hình KPBS cho biết thì à, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ nói rằng bức tường à, thứ hai này đã được xây xong và có cái chiều cao khoảng 30 phút và ở khu vực này là cái khu vực công viên nằm sát ở tiểu bang à, California ở San Diego và cái à, thành phố Tijuana của Mexico trong đó hầu hết là cái nơi mà có rất nhiều những xe cộ băng ngang qua biên giới mỗi một ngày à, và đồng thời cũng có một số những uh, thành phần mà uh, di dân bất hợp pháp đã tìm cách vượt qua cái biên giới để mà xâm nhập vào Hoa Kỳ à, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ là ông Alejandro Mayorkas đã chấp thuận cái bản design và tiếp tục cái dự án này vốn đã được ngân sách của quốc hội cung cấp trong tài khoản năm 2018 theo tường trình của Daily Mail. Trong đó thì đài truyền hình KBS, à, xin lỗi quý vị, PPS cho biết là việc xây dựng cái bức tường mới này được xem và được đặt tên là Friendship Park tức là một cái công viên bằng hữu và trong đó sẽ có bức tường dài chắn ngang qua khu vực này. Đây được xem là một trong những cái dự án mà cựu tổng thống Trump đã thúc đẩy và Joe Biden lúc đầu đã bác bỏ. Tuy nhiên, việc bác bỏ này đã không đúng với lại tinh thần của hiến pháp bởi vì cái bức tường này đã được Quốc hội cấp ngân sách và thông qua. Do đó thì Joe Biden buộc lòng sẽ phải tiếp tục xây dựng bức tường này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc Ron DeSantis đã đề cử người đứng đầu trong một cái cơ quan mới của tiểu bang Florida. Cơ quan này có trách nhiệm điều tra các cuộc bầu cử. Bản tin mới nhất cho biết là thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis đã à, bổ nhiệm một ít nhất là một cựu giám sát của à, bầu cử đứng đầu trong cái cơ quan mới của tiểu bang đặt trách điều tra về các cuộc bầu cử à, theo tường trình của một tờ báo. Tại đây cho biết. À, Peter Atounassi đã được đề cử vào người lãnh đạo của cái văn phòng có tên gọi là Office of Election Crime and Security uh, on Wednesday, tức là vào ngày thứ tư, là tức là cái văn phòng này là cái văn phòng uh, uh, điều tra về các tội ác bầu cử và an ninh. Uh, phát ngôn viên của ông được tham cho biết cái văn phòng mới và cơ quan mới này sẽ chịu trách nhiệm điều tra tất cả những tội ác liên quan tới bầu cử tại Florida và đồng thời uh, sẽ thực thi tất cả những cái uh, đạo luật về về bầu cử mà tiểu bang Florida đã ban hành và mục tiêu là để à, nhằm bảo vệ cho tính minh bạch của các cuộc bầu cử ông Ron DeSantis đã đưa ra và Atonasi 73 tuổi à, trước đó từng là một à, à, luật sư của Palm Beach County và từng là county supervisor à, đặt trách về vấn đề à, bầu cử theo tường trình của tờ báo địa phương và ông đã được à, chuyển tới à, Prowa County tức là ở quận Prowa vào tháng 11 năm 2018 khi mà lúc đó thống đốc Rich Scott đã có một cái là à, cái cuộc bầu cử và trong à, giải quyết một số những vấn đề liên quan tới bầu cử. Đây được xem là một trong những cái à, hành động mới của thống đốc Ron DeSantis nhằm giám sát tất cả những kết quả bầu cử một cách minh bạch rõ ràng đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay liên quan tới cựu Tổng thống Trump ông cho biết việc mà buộc một à, phụ tá của ông và cố vấn của ông ra điều trần trước quỹ ban à, điều tra của thừa, của hạ viện là một hành động gây nguy hiểm cho các đời tổng thống trong tương lai. À, Cipollone là người mà à, vốn là cố vấn của cựu Tổng thống Trump trước đây bây giờ đã nhận được trát mời của cái à, quỹ ban điều tra biến cố ngày 6 tây tháng giêng ra điều trần trước hạ viện và, và... và... Cuộc điều trần này sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu tuần này. À, trong đó, thì cựu Tổng thống Trump lên tiếng cho biết các tổng thống tương lai của Hoa Kỳ cần phải hiểu rõ về điều quan trọng khi mà họ nói chuyện với các cố vấn của tòa bạch ấu à, trong những cái cơ hội nhỏ à, mang tính chất gọi là một luật sư của quốc gia. Và điều này khi mà thẩm vấn như vậy là quyền lực của quốc hội đã quá rộng và điều này sẽ gây tai hại cho các đời tổng thống trong tương lai của Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump đã viết trên trang tru social của ông và gần như là Hạ Viện đã có những cái hành động mà ông Trump xem là những hành động trả thù khi mà họ mời tất cả những thành viên và những nhân viên nhân vật nằm trong tòa bạch ốc hoặc có liên can tới ông ra điều trần trước cái uh, quỹ ban này một điều mà ông trump cho rằng hành động trả thù chính trị rất dã man của đảng dân chủ nhắm vào ông và tìm cách loại trừ ông ra khỏi chính trường của hoa kỳ uh, và tìm cách buộc tội ông trong vấn đề mà liên quan tới biến cố ngày 6 tây tháng giêng đó là bản tin liên quan tới cựu tổng thống tổ trump bên cạnh đó thì uh, cự Tổng thống Trump cũng đã nhắc nhở người cử tri tại uh, Arizona là phải nên bầu uh, đi bầu cử cho sớm và nhớ phải bỏ phiếu cho nhân vật mà ông đã đề cử là Kelly Lake. Đây được xem là một trong những cái biến uh, chuyển mới nhất ở tiểu bang Arizona. Cự Tổng thống Trump đã có cơ hội trong ngày thứ tư và nhắc nhở các uh, Cử tri của Đảng Cộng hòa là ông đã à, endorse tức là đã đề cử bà Kellylette trong vai trò là thống đốc của tiểu bang trong một email mà ông gửi ra cho các cử tri à, các cuộc bầu cử sớm bắt đầu từ ngày hôm nay cho tiểu bang tuyệt vời Arizona người dân tại Arizona có cơ hội để chờ giận được một thống đốc tuyệt vời và trong đó quý vị có thể chắc chắn rằng là quý vị đừng quên tới cái tên Kerry Lake một trong những người mà tranh đấu khá mạnh mẽ quý vị có một cái nền cả bầu cử minh bạch và một cái biên giới thật mạnh mẽ và một cái đường phố thật an toàn và những gì mà quý vị đang chờ đợi từ lâu nay thì Kerry Lake là một trong những người có thể đem tới tất cả những điều này cho quý vị và bà ta đã được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi. À, bà Lake vốn là một cựu sướng ngôn viên đài truyền hình ở tà, uh, Fox ở tại uh, Phoenix và bà đã bắt đầu ra tranh cử chức thống đốc và để tìm cách tái lập lại một cái... Uh, chủ nghĩa bảo thủ ở tại tiểu bang này sau khi mà có những cơn khủng hoảng biên giới và cục khủng hoảng tại biên giới đã khiến cho cái vấn đề an ninh quốc gia chúng ta bị đe dọa và dẫn tới những thảm kịch nhân đạo bà lên tiếng cho biết và tôi sẽ không đợi đến washington phải chấp thuận để mà giúp cha bảo vệ an toàn cho người dân ở Arizona. Sau khi mà tôi bắt đầu đặt tay lên chiếc cuốn tên kinh thánh, tôi đã tuyên bố đây là một cuộc xâm lăng và tôi sẽ hoàn tất cả cái bức tường biên giới của cựu tổng thống Trump trước đây và chúng tôi sẽ có những cái lực lượng vũ trang của vệ binh quốc gia ở biên giới ngăn chặn tất cả những kẻ xâm nhập qua biên giới cựu tổng thống trump đã endorse bà Lê từ tháng 9 năm 2021 bà là người rất mạnh mẽ với tội ác và sẽ bảo vệ biên giới bảo vệ tu chính đáng số hai bảo vệ các giới quân sự và cựu quân nhân đồng thời sẽ tranh đấu tái lập một cái sự minh bạch của bầu cử bà ta sẽ chống lại tình trạng mà gọi là phong tỏa vì covid và cái cái văn hóa hủy bỏ tức là cancel culture và sẽ chấm dứt cái chương trình gọi là bừng tỉnh của những kẻ cực cực tả và bà Kerry sẽ là một người rất là cứng rắn trong vấn đề này bà có một cái gia đình rất tuyệt vời trong phong trào MAGA tôi rất hân hạnh giới thiệu bà đây là một trong những cái lời đề cử của cựu tổng thống Trump đối với lại bà Kerry Lake người đang ra tranh cử ở tiểu bang Arizona trong vai trò tổng thống hay xin lỗi vị trong vai trò thống đốc và Facebook Instagram đã có những cái hành động được xem là uh, gây nguy hiểm cho dữ liệu của người dân Hoa Kỳ và hai công ty này đã lên tiếng và cáo buộc một công ty của Trung Quốc đã lấy dữ liệu và bán cho tất cả những cái công ty khác ngoài Hoa Kỳ, trong đó họ cáo buộc một công ty nằm tại thẩm vi thẩm quyền có tên là Shenzhen Vision là một công ty mà cả, trong đó đã từng bán các dữ liệu của những người sử dụng tại Hoa Kỳ. Công ty này có một công ty con là AutoPush Data đã bị cáo buộc là để ta lấy tất cả những dữ liệu từ Facebook và Instagram và họ đã bán ít nhất là 350.000 dữ liệu của những người sử dụng trên Instagram theo tường trình của công ty Meta, tức là công ty Facebook cho biết. Ngoài ra, công ty này cũng cáo buộc một công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Ekrem Artis bị cáo buộc cũng đã lấy tài khoản của các người sử dụng trên Instagram và trên Facebook để mà bán cho tất cả những công ty bên ngoài trong đó bao gồm luôn một số những công ty của trung quốc và otavê otavê là đã giới hạn các cái bị giới hạn ở tại công ty meta tuy nhiên họ vẫn tiếp tục tìm cách thu lượm các cái thông tin của người sử dụng qua Twitter, à, qua YouTube của Alphabet, Amazon và kể cả Microsoft. Những trường hợp này đã được đệ trình vài tháng qua trước tòa án tòa ha Hoa Kỳ và trong đó họ cáo buộc công ty đã đặt tại thẩm quyến này đã tìm cách lấy đi các dữ liệu và bán lại cho những cái công ty nước ngoài và gây nguy hiểm cho dữ liệu của người sử dụng tại Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên công ty Facebook à, Instagram tức là nằm dưới quyền của công ty Meta đã cáo buộc hai công ty, một của Thổ Duy Kỳ và một của Trung Quốc đã đánh cắp một cách bất hợp pháp các dữ liệu người sử dụng trên trang Nga mạng xã hội của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay lại có thêm 33 công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị bắt tại Nam Hàn với tội danh là mở bữa tiệc ma túy tại đây bản tin mới nhất cho biết từ Nam Hàn là có 33 công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bị bắt giữ vì can dự vào một cái buổi tiệc mà có đầy ma túy và diễn ra ở tỉnh phía Nam của Nam Hàn gọi là Chon San Nam và cho biết rằng là phía của à, phía Nam Hàn cho biết như trên ngay sau đó thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng và nói rằng họ mong muốn phía của Nam Hàn sẽ cho phép họ được gặp gỡ với những người này để có thể tìm hiểu câu chuyện. Và 33 người này thì trong đó có bốn người là công dân của Nam Hàn. Còn lại tất cả đều là công nhân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình trạng cư trú bất hợp pháp và những người này đang bị bắt giữ, bị truy tố và có thể có thủ tục trục xuất về nước. Đó là một trong những cái lời phát biểu của Lê Thị Thu Hằng. Trong khi đó thì Phía Nam Hàn cho biết họ sẽ giành quyền truy tố và trước khi mà có những cái lệnh trục xuất sau khi mà những người này bị cáo buộc là buôn bán và sử dụng ma túy tại Nam Hàn. Đây được xem là một trong những tai tiếng mới nhất. Tiếp theo sau vụ mà hai công dân và là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị bắt tại Tây Ban Nha về tội tấn công tình dục đối với một thiếu nữ 17 tuổi ở tại Tây Ban Nha đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay Công an cộng sản đã tiếp tục làm việc với một người mà được xem là cố vấn pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng có tên là Đặng Anh Quân. À, trong đó thì một trong những cái đơn cáo buộc thì cộng sản Việt Nam đang cố gắng tìm cách biến những cái đơn kiện dân sự của một số những người mà kiện bà Hằng về tội xúc phạm họ trên các cái livestream của bà thì giờ đây công an cộng sản đang tìm cách chuyển cái vụ án này từ một vụ án cho à, xử lý dân sự qua vụ án hình sự để tìm cách buộc tội đối với bà à, Nguyễn Phương Hằng và trong đó thì à, công an cho biết đã làm việc rất nhiều lần với lại à, Đặng Anh Quân người được xem là một trong những giáo chức dạy về trường đại học luật ở Sài Gòn để xác minh vai trò ông ta có phải là cố vấn pháp lý của bà này hay không những đơn kiện của ca sĩ Vi Quanh và một nhà báo tại Việt Nam là những đơn kiện dân sự liên quan tới việc mà cáo buộc bà Hằng đã bôi nhọ a à, và đã có những cái hành động xúc phạm đến họ trong các cái livestream của bà ta. Trên nguyên tắc đây là một vụ án dân sự, nhưng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách biến vụ án dân sự này thành vụ án hình sự để tìm cách buộc tội và nhốt tù đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là một trong những cái uh, tin mới nhất liên quan tới Nguyễn Phương Hằng. Trong khi đó thì à, lại có thêm báo động khi Trung Quốc siết chặt nguồn nước ở thượng nguồn sông Mekong đã khiến cho cái à, dòng chảy ở sông Mekong đã thiếu nước và có thể sẽ mức nước sẽ hạ thấp trong cuối tháng 6. Bản tin mới nhất từ ở à, khu vực sông Mekong cho biết Cộng sản Trung Quốc đã tắt và à, ngăn chặn cái nguồn nước chảy ở tại khu vực ở... À, trên thượng nguồn khiến cho cái khu vực nước ở dưới dòng sông Mekong và chảy qua dòng sông Cửu Long của Việt Nam đã có mức thấp so với thời gian trước đây và gần như là Bắc Kinh đang sử dụng cái nguồn xả lũ hay là siết chặt nguồn nước để mà kiểm soát tất cả các quốc gia ở tại hạ nguồn giữa lúc mà Vương Nghị đang có chuyến viếng thăm và nói chuyện với các quốc gia nằm dọc theo dòng sông Mekong, bao gồm cả Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện, dòng sông Mekong có bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua các quốc gia này và hạ nguồn cuối cùng là nằm tại Việt Nam và trong đó thì bây giờ họ đã cắt nguồn nước khiến cho mực nước sông đã mất đi 60% và điều này sẽ gây nguy hiểm cho giới nông dân dọc theo dòng sông này ở hạ nguồn, đặc biệt là Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay sau khi mà đoàn cưỡng chế đất ở Hải Phòng xông vào và có những hành động hung hăng khiến cho một bà cụ 75 tuổi đã bị thiệt mạng giờ đây thì đoàn cưỡng chế này đã thông qua công an và được công an bảo kê đã đưa những cái tin sai lạc liên quan tới cái vụ cưỡng chế này lên trên mặt báo tuổi trẻ để mà biện minh cho hành động gây chết người của họ và tránh bị truy tố Bản tin cho biết là những người này đã dùng những hành động bạo lực để đẩy bà Lê Thị Minh ra khỏi khu đất của bà mà trong đó bà do bà tình trạng sức khỏe yếu kém và 75 tuổi. Do đó thì họ đã dùng bạo lực và cuối cùng khi mà bà đang bị hấp hối và bị thương nặng, họ lật đặt đưa bà vào trong một cái khu vực chăm sóc y tế và bệnh viện để tìm cách cứu bà để nhằm thoát tội. Tuy nhiên cuối cùng thì bà cũng đã qua đời sau khi có bác sĩ thông báo vụ này đã, đã trở thành một cái vụ gây nổi đình nổi đám ở tại thành phố Hải Phòng. Và trong đó nhiều người dân Hải Phòng cho rằng hành động cưỡng chế đã thực hiện quá tay đối với một cụ bà 75 tuổi. Tuy nhiên đám quản chế này dường như được bảo kê bởi lực lượng công an tại Hải Phòng đã và được báo chí bao che đã cố tình có một cái bài biện minh cho họ hành động của họ ở trên mặt báo chí cho rằng họ đã chủ động đưa bà tới bệnh viện để mà à, chăm sóc y tế. Tuy nhiên trên thực tế thì những người chứng kiến cuộc cưỡng đất nè, à, cưỡng à, gọi là cưỡng chế đất đai này cho thấy là những à, nhân vật mà nằm trong cái đoàn cưỡng chế đã có những hành động bạo lực đối với bà cụ 75 tuổi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tân Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!